Rồi, em xin chào nhà nha. Con Orient nó anh em là thích kiểu dòng nội địa nè, lịch gốc 3 giờ, lịch ngày lịch thứ luôn, cọc số học trò và quan chấm bi đây. Kính có lông mèo nha, kính nhìn nghiêng có lông mèo, nhìn thẳng thì bình thường. Anh em về muốn đẹp thì bu lê kính ha, nó có báo nha, thì bản thép dây khóa lụa nha. Mặt sau đây thông số đủ ha, đáy sấy có hình cá mập. Con này hình như núm cổ chai luôn, đúng rồi, núm cổ chai đáy sấy ha. Tắm rửa đi mưa bơi cũng được nha, nhưng mà hàng xì lưu ý không bao nước ha. Thì anh em nào kiểu thích dáng cổ điển á, dáng vintage, dáng xưa mà có dòng chống nước nữa, có chức năng chống nước cao là chốt này đúng ha. Dòng Oren thương hiệu của nội địa Nhật, size 35 đi. Đứng luôn là 39.9 40 ha, mỏng 8.5. Dây thoải mái này, dây này về anh em về mình đo mình cắt luôn. Lên tay quẩy. Cọc số trò ha, dạ quang chấm bi. Con này bán 400 thôi, 400k mà D24. 400k mà D24 nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.